Ngày 27 tháng 9, ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận một nữ sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột đã tử vong sau buổi học thể dục tại trường. Theo báo cáo của trường Trung học cơ sở Tân Lợi, khoảng 7 giờ sáng ngày 26 tháng 9, em H, học sinh lớp 9A2, vào tiết học thể dục. Tại đây, cả lớp được giáo viên cho học nội dung chạy ngắn, chạy bền. Trong lúc thực hiện nội dung chạy bền, em H chạy khoảng 250m rồi đi bộ về đích thì có biểu hiện loạng choạng và té khuỵu xuống. Lúc này, giáo viên thể dục và nhân viên y tế nhà trường sơ cứu đồng thời gọi xe cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, phía bệnh viện thông báo em H đã tử vong. Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Lợi cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã cấp cứu hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng em H không qua khỏi. Qua trao đổi với nhà trường, các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong do em H mắc bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em H và gia đình em rất thông cảm với sự việc đáng tiếc này.